Cái mã QR code này mà em được biết rõ hơn về con đường đồng khởi này, em có thể biết về vị trí của nó, về lịch sử của nó, và nó giúp ước em rất là nhiều về việc có thêm cái kiến thức về lịch sử của Việt Nam mình. Mình cảm thấy nó rất là thú vị, cái điều đó là mới, nó có sự đột phá mới. Như thế này thì nó hơi cao so với những người mà có tầm với thấp đó, giống như mấy em học sinh thì nó hơi cao. Thành ra là mình nghĩ là nên thấp xuống một tí, hoặc là nó cần thêm bổ sung thêm phần tiếng Anh. Phần tiếng Anh vô để có khách du lịch, nếu mà họ con sẽ có hứng thú hơn với cái việc này.